Thái Lan. Thái Liên, ai vậy? Mạnh giỏi chứ? Mình khỏe. Nè, hành lý để ở trong rồi, tối nay vô ngủ nha. Còn anh? Tôi thiếu gì chỗ ngủ. Còn nhớ tấm hình này không? Cả đám người, kẻ thì chết, kẻ thì ở tù, kẻ thì nghiện ma túy. Ha, chỉ còn anh vẫn đẹp trai như thường. Anh cũng đâu có tệ của hồn dĩ xưa ha. Chút đỉnh thôi. 6 năm rồi hả? Ở lại Thái Lan 6 năm. Anh Khang, cảm ơn anh. Nếu không nhờ anh thì dễ gì mà về được. Đừng có vậy mà, nói chuyện gì đâu không à. Không nhờ anh á, tôi đã chết từ đời nào rồi. Quay anh lại nói gì đây, cặn. À được. Sẵn đây mới nói ha. Quán cà phê Cửu Long này, tại sao phải đặt tên là cà phê Cửu Long? Cửu Dương Long đóng tiền khai trương hả? À, anh ở lại đây là chuyện đương nhiên rồi. Đừng có nói chuyện tào lao nữa, cạn đi. Anh Khang, chuyên gia của tôi. Cảm ơn anh. Nè nè nè, mình là anh em, hiểu nhau mà. Nè, khi nào anh trở về không sợ tôi nói tới kiếm anh hay sao chứ hả? Tôi đã về thì tôi không ngán đâu. Cái gì gọi là nghĩa khí, xã đoàn chưa có nói với anh. Có chuyện gì á thì tự gánh lấy, đánh chết thì bỏ. Đại ca, thằng Long đây, lãnh đủ rồi, thằng Phi và thằng Lại đã chết. Ok Long, cho ta biết bây giờ mày ở đâu, ta cho người ta rước mày, đừng có đi đâu nha. Là anh Phát hả? Mày nghe tên của tao hay sao? Có tiếng thì sao chứ hả? Sáng mai tao chịu hình rồi. Tiền và quyền lực tao có thiếu gì? Tao tưởng là tao không còn sợ gì nữa. Nhưng mà sáng ngày mai tao thật là không dám bước lên hình đài. Nếu mà cho tao lựa chọn một lần, tao không dám làm chuyện có lỗi nữa đâu. Đi, ra ngoài đi, ra ngoài, mau lên, đi, đi, ra ngoài, đi, 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 ra ngoài, đi, đi. Tao giúp anh chứ. Anh Long, anh chịu bỏ hết thì đỡ rồi. Còn làm được gì nữa? Nè, chúc quán cà phê Cửu Long của mình khách đông như kiến. Quan trọng nhất là được an hưởng tuổi già. Anh Long, cần gì phải sớm vậy? Không sớm làm sao được, cuộc đời còn lại nhờ nó đó. Chào anh Khang. Để tôi giới thiệu hả? Anh Long, bạn của tôi đó. Chào anh Long. Xin chào anh Long. Chào Long. Còn nhớ tôi không? Chào ông con đó. Chị nhớ hay không vậy? Chào anh Long. Chào quá không gặp. Chào Long. Chào anh Long. Dạ, làm việc đi, làm việc đi. Làm việc đi. Chào Long. Làm việc đi. Anh thiệt là khác hẳn đó. Hả? Khác hẳn? Ngày xưa muốn nghe anh nói một câu chiếu cố, còn lâu.
đi, ngon lắm, ngon rồi. Ăn đi. Xin lỗi, ăn gì? Bánh mì bơ làm ơn. Bánh mì bơ. Cho hai ổ. Không thành vấn đề. Bốn cô à, ăn gì đây? Quà mới làm hả? Đúng vậy. Đẹp trai cho phần điểm tâm A. Một ly nóng đút lưỡi. Nghĩa là gì đây? Bốn phần điểm tâm A, một ly nóng đút lưỡi. Bốn phần điểm tâm A không thành vấn đề. Coi nó kìa. Phần trên nó cũng đẹp trai. Phần dưới thì... Ui, uổng quá đi, đi trợ nhất. Đâu có phải, cũng đẹp trai lắm chứ. Qua đây ngồi nè. Kiếm gì đổ vô đi. Chào chào. Xin chào. Chào cái cô ca. Sao cũng vậy. Ăn gì? Điểm tâm. Cô ca. Tôi cũng vậy. Ngồi lên. Bi, coi kìa. Mấy con nhỏ đó coi cũng được chứ. Đúng vậy, đẹp quá trời, ngồi trắng bắp hồng thả quá hả em à. Giỡn cái chân cao coi coi. Vợ cháy, đúng rồi, đúng rồi. Giỡn cái chân coi. Đẹp quá đây, bắt đầu. Làm gì? Cầm hết rồi sao? Chờ hỏi đi. Cửa Đỗ Văn Long đại ca. Anh Long à, nghe được tin của anh á, em lập tức qua đây. Đúng mà anh lãnh đủ ở Thái Lan. Anh Quả Sơn kêu em qua giúp, em lập tức qua liền. Nhưng mà em vào trước. Nếu anh về làm trở về nguyên quán. Nguyên quán chỗ nào? Làm bồi hả? Muốn làm không? Anh Long mà được có chơi em à. Thì sao không là của Văn Long? Sao hồi nãy mày chơi anh đi cả nhớ. Em thì muốn theo anh đó. Đừng có giỡn chơi. Không phải đâu em. Cho nó bộ đồ đi. Nếu không thì đi. Vậy em đi. Anh tóc dài. Dạ. Phải, quên mất chuyện này. Là phiền anh. Cái đá màu cam, màu xanh, màu vàng lên hết giùm tôi đi. Cảm ơn. Vậy nghe rõ anh Long. Màu xanh, màu cam, màu vàng. Tất cả ra ngoài. Đi. Đúng đi, rồi, đi. Đi, đi, đi. Đâu quanh tôi rồi. Bay nữa. Đi, đi, đi. Đi, đi, đi. Khách quen mà. Tại. Ngồi xuống gọi Diễu đi. Anh Long, tụi em thì là muốn theo anh lắm đó. Tôi đã nói không chơi nữa. Vậy thôi tụi em đi về nha. Anh Long, nếu có chuyện gì kêu tụi em. Em về nhanh Long. Về nhanh Long, xin phép anh Kha. Được, này là được, tôi từng tới kiếm ảnh rồi. Tao nhớ mặt bọn họ là băng hoàng tử tâm ứng. Vậy hả? Ê, bye Long, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Ê, về, bye bye. Ê, sao hãy bay còn chưa về? Thì đi về đi, nếu không tính tiền thêm giờ đó. Đi mau đi, đi về đi. Tối rồi đi về đi, bye bye. Làm đi mà, tôi đi về đi. Tụi nó đóng đồ ở đây, quen rồi. Vậy hả? Nè nè, còn chưa tới giờ mà, sao đóng cửa vậy? Không phải đâu, có 20 giờ rồi. Cô nè, còn thiếu một phút nữa. Người đẹp là cô hả? Ngày nào cũng tới trễ, mai tới sớm nha. Tôi vô kết sổ hả? Ok, mai tới sớm nha. Chuyện gì? Nếu không phải tại anh, tôi đã vô kịp rồi. Sao hả? Ê cô hai. Gì? Làm đất đồ kìa. Rồi sao? Cô làm đất tặng thuốc trước cửa tôi kìa. Chào anh đó. Cảm ơn đi. Quay. Bye bye. Đi mà đi. Nhanh lên. Đi. Anh Khang, anh thấy lứa tuổi bây giờ như thế nào? Cường Nam Đường, Hồng Ma Cao. Là bọn nào đây? Cường Nam Đường là thằng nhóc con thôi. Còn Hồng Ma Cao mấy năm nay cũng có tiếng đó. Nhưng tôi chưa gặp con nhỏ này. Tụi mình đã không đếm xỉa chuyện giang hồ nữa. Ê, hôi mùi hành quá hả? Làm gì đây? Đương nhiên là ngon rồi. Đuôi gà hành tây Mã Lai trộn với hủ tiếu. Còn nữa là mì thịt bò cà chua ở bên Đài Loan đó. Anh chưa biết đâu. Không có Thái Lan hả? Ông già của tôi dạy. Ba của tôi. Đám tang của ổng đàng hoàng lắm phải không? Cảm ơn. Mày cút đi. Mày gia nhập xã hội đen, tối ngày chỉ biết đánh lộn. Mày cứ gây chuyện hoài đừng có về đây nữa. Mày cút mau đây. Đi đi. Chuyện lung tung gì chứ? Có chuyện gì cũng lạnh hết, không gì sức sao? Dư sức, mày dư sức à? Mày gặp chuyện gì cũng nhờ bạn bè của mày giúp đỡ mày thôi. Cũng nhờ tao giúp đỡ cho mày. Mày ganh ghét đâu có nổi. Mày cút đi. Anh em cũng nhờ của nó mà, còn không dư sức sao? Quay. Ông biết cái mẹ gì chứ? Thank you.
gần đất xa trời. Bác sĩ nói chỉ có thể sống thêm 2 tuần là cùng. Bà thấy cũng không thể nào về Hồng Kông để gặp ba lần cuối nữa. Nhưng mà bà muốn cho con biết, bà đã tha thứ cho con. Dù sao đi nữa, bà cũng là bà của con. Còn nữa, bà biết con sẽ có một ngày quay trở về bên bà của con. Hành tây cay lắm hả? Không liên quan tới hành tây. Tôi hỏi hơn thiệt. Thiệt đó. Anh quản sư. Thế nào? Vậy với thằng Long hả? Không có giúp tao nữa. Là bởi vì anh Long bị chẹn, em mới qua giúp cho anh thôi. Đằng nào hai cũng là anh em đồng môn mà. Em đã vào trước nếu nhìn trở về. Tao biết nó về phất cờ rồi sao? Vậy thì chưa. Người ta chưa có phất cờ, mày quan hô la lối làm gì? Muốn theo nó ăn cơm tạp tạp hả? Yên tâm đi. Nè, tao sẽ bàn với thằng Long. Từ từ đi. Phải lựa chọn cho khéo. Ê, vô đây ăn đi nè. Hết điều này đến điều kia ha, bớt đi. Dạ anh Long. Nước đá cho anh. Nè yeah. Long. Hai. Sao gì mà không báo vậy? Cũng may là tao bắt tin nhanh thôi. Thế nào, không sao chứ? Đi cần nhắc bị gì vậy? Không gì, uống gì hả? Tôi đãi. Đã què rồi còn làm được gì nữa? Phất cờ làm gì? Biểu đàn em của tao theo mày. Tôi chưa bao giờ nói. Vậy được. Què rồi đừng có đi lạng quạng nha. Nghe nói tối nay ở Phú Ký đãi tiệc rửa bụi cho mày, mày có tới không? Thôi đừng nghe, có anh được rồi. À phải, nói dùm bố giùm tôi. Chuyện giang hồ không liên quan tới tôi. Không biết mày về làm gì nữa. Ở Thái Lan không sướng sao? Hay là gì? Ra ngoài vô trồng rau nuôi heo đi. Sống trọn nữa đời còn lại của mày. À, chuyện gì mà anh cũng nghĩ ra được. Nhưng mà tôi muốn nói cho anh biết, tôi chỉ muốn làm một hầu bàn đàng hoàng thôi. Tôi không thiếu của bất cứ ai. Chỉ xã đoàn thiếu của chúng tôi thôi. Chúng tôi không có thiếu của xã đoàn. Mày nói vậy được rồi. Tao biết là mày không nuốt lời. Tao thích nhất là có người thẳng thắn. Mày được mà. Cố gắng nha. Hướng thượng. Nhớ mà. Cảm ơn. Từ từ nha. Từ từ nha. Mặt nhìn. Anh Long cũng không gọi. Nó nghĩ ngày xưa ai nâng đỡ nó vậy ha. Xin hỏi muốn ăn gì? Thịt bò cà chua ngon gì lắm đó. Được, nhưng mà bỏ thêm cà chua, thêm thịt bò, thêm mì, bỏ thêm canh. Vậy tức là 2 phần chứ gì em nhỏ? Đương nhiên không phải, chỉ là 1 chén 2 đầy thôi. Vậy có khác gì đi? 20 lần anh chia làm 2 lần để làm thấy không? Cái gì? Cà chén cá vịt. Ý, anh là Cửu Văn Long hả? Anh Long. Phải, có gì chỉ vậy? Anh họ Cửu, tên là Cửu Văn Long. Ngày xưa khu dầu chiếm như quyền của anh, có thớ lắm đó. Cô chưa gọi đâu anh hả? Muốn gọi hay không? À đúng rồi. Cho tôi ly trà sữa đá ít đường, cho thêm 1 dĩa cơm chiên cà ri thịt bò nữa. Gọi thêm món gì nữa đi, sủi cảo cải xanh, còn nữa cải luộc. Cảm ơn nha, cảm ơn ha. Ăn quỷ vậy nha. Quan nhờ nghe chưa? Mua lô tô chưa? Lô tô hôm nay 80 mấy triệu đó, mua luôn giùm cho anh nha. Thôi đừng có phần của tôi. Không mua hả? Coi chừng thằng nhỏ giùm tôi nha, mua xong tôi trả lại ngay. Cảm ơn ha. Phải ngoan đó nha, có biết không? Anh cà chén cho em thêm 1 chai coca. Ủa, anh Quá Sơn, Quá Sơn nói anh nhà thương dạ, mà. Dạ, đây, chào anh hả? Khỏe không? Được. Xin chào. Chào. Mời vô trong. Chào. Nó nói nó không tới. Nó nói làm người đàng hoàng. Không biết là có phải nể mặt ông hay không? Nó có phải đang giận cái vụ Thái Lan không đây? Dưỡng trời. Dưỡng gì?
đâu có chuyện lợi ích cá nhân. Đương nhiên lợi ích của xã đoàn là trên hết mà. Nó không lệnh, không lẽ mình lệnh hết sao? Mai nhà Nam Sơn biểu thằng Long với thằng Thái Lan, nếu không tiền bạc đâu có vào trong tay của mình, đặt nó lên bàn thờ cũng vì lợi ích của xã đoàn thôi, phải không? Quỳ, có cần gọi nó ra không đây? Đằng nào nó cũng là nhân tài. Năm xưa cô dầu chim nó coi tốt lắm mà. Nhân tài cái gì? Đã tàn tật rồi, cứ cho nó chết mòn đi. Tóm lại, biển nó đừng có gây chuyện nữa. Đừng trách kẻ làm lớn không có nể mặt nó. Cẩn đi. Nè ông bố, đừng có giận nha. Nè, càng. Máy bay nó đóng cửa rồi kìa. Về nhà đi, mau lên. Đêm nào cũng vậy hết. Ngủ ngon nha. Bye bye. Quỳ, làm sao bây giờ? Má của em á, lo cờ bạc mua lô tô quên về rồi. Bà, cái này ngửi đâu? Em nói gì vậy? Biết má em ở đâu không? Thằng nhỏ này làm nghề lắm đó. Gọi giùm cô Bonnie làm ơn. Ai vậy? Tôi là thằng Long, quán cà phê Cửu Long. Cô lo cờ bạc đem con bỏ chợ hả? Cái gì con tôi chứ? Là con của Helen và anh đó. Tôi đang chạy trốn, anh tự lo liệu đi. Còn nữa, thằng con của anh muốn gặp anh lắm. Hả? Vậy đi nha. Ok. Quay quay, cô nói gì? Cô nói cô chạy trốn. Thiệt không? Cậu nói là con của tôi. Em nhỏ, má em tên gì vậy? Helen. Còn ba em? Tưởng danh Lâm. Em tên họ là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Phan Thị Lâm 8 tuổi. Như vậy hồi tối đêm qua em ngủ ở đâu? Thì nằm chỗ đêm qua đó. Hôm trước thì là chỗ hôm trước. Thấy xong chưa? Phiền quá. Cho anh biết má em ở đâu đi, vậy thì không hỏi nữa. Em đã không gặp bé lâu lắm rồi. Em phải đi tắm, em phải đi ngủ nữa, nếu không tháng 3 sẽ đi học trễ. Ok, phòng tắm bên kia. Anh nhớ Helen lại không? Helen đó, Phan Diễm Hồng. Ờ, nhớ rồi. Còn Bonnie nói cái thằng nhỏ này á là con của tôi và Helen. Sau cái ngày xảy ra chuyện ở Thái Lan, tôi thấy con Helen nó mang bầu. Nó còn đòi qua Thái Lan để kiếm anh nữa đó. Tính kỹ lại cũng đúng ngày lắm. Bây giờ làm sao? Hả? Không lẽ bỏ nó ra ngoài đường sao? Cứ cho nó ở đèn đêm đi, tối thiểu chờ kiếm được mát của nó. Wow, nếu như con đứa còn lớn như vậy cũng sướng chứ hả? Giống anh như đúc vậy đó. Chị Hồng, cho em nè. Cảm ơn chị Hồng. Chị của em thôi. Dạ, bọn đi kiếm chị mấy lần rồi, có cần liên lạc nó không? Làm ơn tiện à, mình đều là chị em, sao nó không muốn làm thân vậy? Ê, hey, chị ở đâu? Không có Hồng Kông à? Dạ, cô chừng thằng Long giùm tôi. Tiền tôi đưa đi chăm sóc thằng Long chứ không phải cờ bạc đâu. Tôi cho chị biết, đừng hành hạ nữa nha. Chị Hồng, em đâu có dám. Mặc dù ông Hoàng bạn trai của chị không có ưa nó, em cũng phải coi chừng giùm chị mà. Em đã sắp xếp cho nó đàng hoàng rồi. Chị Hồng, cho em mượn thêm 300 ngàn, chị giúp em đi. Tôi đã giúp chị nhiều lần rồi. Chị Hồng, em cho chị hai tên trao đổi nha. Nói đi. Tên đầu tiên là anh Long đã được phóng thích ở Thái Lan, hiện đang ở Hồng Kông. Nói tiếp đi. Tên thứ hai là
Anh Long hiện ở đường Thượng Hải, quán cà phê Cửu Long. Em vẫn còn có chị để chỗ ảnh. Em tìm không thấy chị đó mà. Chị Hồng, chị sẽ chuyển vào trong một của em phải không? Chị Hồng, chị Hồng. Tôi nói sao làm gì vậy? Cảm ơn chị Hồng. Cửu Văn Lộc đã về. Dạ phải, họ đồn dữ lắm. Anh Tư, chở tôi về. Dạ chị Hồng. Đừng có tưởng bọn Đài Loan dễ ăn hiếp nha. Vậy thì đỡ. Cảm ơn anh thông cảm cho tôi. Ê, sao khuya vậy? Trời mang khuya đó. Máy bay bị trễ. Nè, ăn đi. Đáng lẽ tối nay anh phải ăn cơm với bọn Hồng Kông. Tiếc làm chưa vậy? Anh đi cũng được vậy. Em đi tắm. Long, mày dẫn người qua Thái Lan đi. Nhưng mà đừng có thủ tiêu nó. Thằng này thiết có xa đoàn nhiều lắm. Mau ra nó được rồi cho tao biết. Phải cẩn thận đó nha. Thằng cha này ở Thái Lan cũng có thứ lắm. Thằng Lạc, Thao Phi, về tôi sếp. Dạ, dạ Long. Anh Long và anh Long, với còn em. Mày cứ giờ đó mà, không cần lo sao. Còn em. Làm để phụ đi. À phải, chưa có thêm vài ngày đi Thái Lan nha. Đi Thái Lan? Làm gì? Làm việc. Em cũng đi. Đừng có giỡn làm gì đó mà, tránh ra đi. Không chịu. Không cho em đi, ai chăm sóc cho anh đây? Ngồi xuống. Em đem theo cái này. Ok, thu xếp đi. Bà chạy nó đang nhớ nha. Chẳng có bị mất không? Không. Ngon thiệt. Hết giờ rồi đi chung đi. Ok, mày đi. Trễ nhất là mày mau tính tiền. Được rồi, tao trả. Anh Khang tính tiền. 80 đồng làm ơn. 80 hả? Tặng cho anh nè. Nè, đừng có bỏ nha. Nhớ đó, bye bye. Biểu đừng có bỏ đó. Bên ngoài dơ quá, phải thâu tiền vệ sinh. Chúng tôi quét dọn được rồi, thông cảm nha. Thu tiền bảo hộ đó. Nè, ngoài cửa dơ lắm. Thu tiền vệ sinh. Chúng tôi quét dọn được rồi. Nhà vệ sinh hả? Là thu tiền bảo hộ. Ồ, thu tiền bảo hộ hả? Coi cái này nè. Bây giờ này chạy chạy. Chạy đi. Chạy mau, chạy mau, chạy đi. Chạy.
đứng lại, đứng lại, đừng nha, đáng chịu đi nha, đáng chịu. Ông Bảo à, tao không chơi nữa đâu. Từ nay tao không phải đi thâu tiền bảo vệ nữa. Gì vậy? 300 hả? Tưởng tao là ăn mì à? Mày đó nha, ngó gì? Lấy ra hết đi, muốn ăn đòn sao? Đủ chưa? Chị không? Tụi mày là... Xin lỗi chị Hồng, tụi em đi. Anh đã vậy hả? Ừ. Ngồi đi. Uống gì? Anh quên em thích uống cà phê đá hay sao? Được. Anh đi lấy. Cà phê đá làm ơn. Em xem đứa con cho anh hả? Sao chân của anh bị như vậy? Sao em không chăm sóc cho nó? Ngày xưa anh hùng lắm mà. Người ta chơi anh có không trả đũa. Nếu là trước kia, anh đã cho họ biết mặt rồi. Anh chỉ muốn biết em muốn đem nó về hay để nó ở lại đây. Có phải muốn cho em biết anh sợ là cái quán này suốt đời hay không? Anh đã phất cờ đi, em giúp anh. Anh không cần em giúp. Bây giờ anh cảm thấy an nhàn lắm. Anh chỉ muốn biết em muốn bỏ đứa con phải không? Không sao, anh có trách nhiệm. Em không hiểu tại sao tới nông nỗi này. Em không cần biết phải dùng phương pháp gì, anh phải trở lại như xưa. Em vậy hả? Lên thăm thằng con đi, nó ở trên lầu. Thái Lan. Thank you.
đừng theo, mau lên, đừng theo. Bây giờ ghê quá hả, đóng xe ghê quá hả, ghê quá hả. Quỳ đó đi nè, đập chết mẹ đi, đập đi, đập đi, đập đi. Đang nói tôi vậy? Thì không đi. Nói ra nghe coi. Sợ giật mình thôi. Chỉ biết sợ sợ đi. Cửu Văn Long. Đại ca, thế nào? Anh bị em tới quán cà phê Cửu Long thâu tiền. Thằng què đã bất lực lắm. Em cầm ly nước đổ trên đầu nó đổ xuống, nó không có dám làm gì em. Sợ té đáy luôn, mai nhờ chị Hồng tới, còn chơi dài dài. Tránh ly nước cũng tránh không kịp, còn đòi cấm cửa. Anh Hùng, tụi em bắt được tin, nghe nói anh đánh quyền giỏi lắm. Đương nhiên người ta đá một cú là chết mấy thằng đó. Hủ tiếu đùi gà, món chức danh hôm nay, ăn đi đừng có nhiều chuyện. Anh Long, điện thoại. À, cô đàn bà đó. Alo. Tôi là cô Mông, chủ nhiệm lớp Phan Thiệu Long. Xin hỏi ông có phải là gia trưởng của Phan Thiệu Long không? Phải. Tôi muốn thông báo cho ông biết Phan Thiệu Long đánh lộn trong trường, đã phạm luật trường nghiêm trọng. Tôi muốn gặp ông trước khi ghi lỗi của nó. Để tôi tới ngay. Bye bye. Anh Long, đi đâu vậy? Xách đồ nghề. Xách đồ nghề. Chào cô, tôi là ba của Phan Thiệu Long, tên là Giang Lạc Ngôn. Cô kiếm tôi có chuyện gì? Anh là gia trưởng của Phan Thiệu Long? Trong danh sách học bạ của nó rõ ràng là không có cha. Tại nó theo hồi mẹ. Biết rồi biết rồi. Cô kiếm tôi có chuyện gì? Không, hôm nay nó đánh lộn với người ta trong trường. Theo hai bạn học cho biết, thấy nó đánh người ta. Tôi đã hỏi nó, nó lại không giải thích. Bây giờ tôi quyết định ghi lỗi của nó. Phải ghi lỗi sao? Nhưng tôi sợ nếu ghi lỗi của nó sẽ ảnh hưởng tới tương lai của nó. Cho nó cơ hội được không? Đương nhiên là không được. Tụi nó còn nhỏ đã học đánh lộn, hành vi xấu như vậy đâu có thể dung túng chứ. Anh không cần năn nỉ. Mặc dù mì của anh nấu thì là ngon, nhưng cũng không cho phép thông cảm. Nếu là vậy, tôi cũng không thông cảm. Không biết hiệu trưởng thấy cô hút thuốc có phản ứng gì hả? Anh quay hồi nào vậy? Cô hút lúc nào thì tôi quay lúc đó. Sao kỳ vậy? Anh thật là bỉ ổi. Hèn chi Phan Thừa Long học hết của anh. Em đánh người ta không phải học theo ba đâu. Tại ba đi nó đánh em mới đánh lại mà thôi. Ba đứa. Ba đứa đánh mình con hả? Dạ phải, Trần Chiên Quang, Bành Quệ Liên, Lý Siêu Quê cùng đánh con. Tụi nó còn nói con không có ba má, không ai thèm, là thằng ăn xin. Bộ tụi nó có ba má hay lo lắm sao? Nghe rồi chứ gì? Kẻ bị đánh phải ghi lỗi. Xin hỏi ba đứa đánh người ta phải ghi lỗi gì đi? Tôi sẽ điều tra câu chuyện. Tôi biết chị Hằng hoàn toàn là lỗi tại nó. Anh đừng có uy hiếp tôi, đưa con mang cho tôi. Cô thích thì cất giữ đi, hấp dẫn lắm. Nếu không có chuyện gì tôi xin phép nha. Mình về. À phải, tôi muốn hỏi, làm cô giáo có cho phép hút thuốc hay không? Chị, cô giáo không có thời gian riêng tư hay sao? Cảm ơn ba. Ờ. Nãy giờ con thấy hãnh diện lắm. Ba, ba có biết đáp anh không? Hả? Con đoán đi. Đi đi. Làm gì cứ cười khờ không hả? Con cũng có ta. Nè, cầm đi. Cảm ơn ba nha. Giang Lạc Ngôn. Người đẹp. Tránh ra đi. Giang Lạc Ngôn. Đây là cô mang phiên bà Thun đó. Anh nói về hình thuốc thuốc. Mau đưa cho tôi. Tôi lấy đạn cuốn thôi, có hay không? Có hay không? Vậy anh có quay thuốc thuốc hay không? Trong này làm gì có máy quay phim?
Vậy là anh chơi tôi rồi. Chết mẹ. Đừng chửi nha. Ngồi xuống đi. Ok, tôi bỏ qua. Muốn ăn gì đi, tối nay tôi đãi. Chỉ có tối nay thôi à? Sợ đêm nào tôi đãi cũng đêm đãi hết. Dạ mới nghe được. Lo làm việc đi. Có xin nè hả? Thiệu Long, có người rước em về sao? Giang Câm. Hay là cô đem về nha? Giang Câm cần em biết đường về nhà mà. Không có sao, tiện đường thôi, đi. Dạ. 50 đồng. Cháu về rồi, bao cháu đâu? Trên lầu. Có cần giá nhiều vậy hay không? Mấy đứa nhỏ nó thích mà. Ờ, là cô hả? Đưa nó về đó à, cảm ơn. Không gì. Con đã nói với cô mâm không cần đưa con về, nhưng mà con nói là có tiện đường. Tiện đường thôi mà, tôi ở kế bên đường thôi. Ê, đẹp không? Đẹp không hả? Đẹp. Nè, mua cho con đó. Còn nữa, cái ba lô mới của con đã rách rồi, đổi mới đi. Cởi ra đổi mới đi nha. Nè, cởi ra đi. Ấy giờ cái ba lô của con nặng quá à. Sao có tiền nhiều vậy? Lấy ở đâu đó? Cháu lấy dưới nhà, đừng đánh cháu nha. Ai đã đánh con? Đừng ra đây con đánh bà đó. Ai kêu mấy người lớn tới nhà cứ lo làm, con đói bụng không ai đếm xỉa, cho nên con lấy sẵn tiền tự mình lo lấy, không cần mấy người lớn đưa con tới chỗ này chỗ kia. Ai thường đánh con vậy? Bà con, anh Na gì ban ngày cũng thường đánh. Con có biết cái búa không nên sử dụng bậy bạ hay không? Hay là gì? Mình hứa với nhau, hứa với bà sau này không ăn cắp tiền nữa, cấm đánh người ta. Nè. Nếu tay trời không được nước lời bà nói đó. Con cũng hứa rồi đó nha. Ê, thế này mới đẹp trai quá ha. Cảm ơn ba. Cho thêm một ly nữa. Cảm ơn. Ăn rồi chưa? Rồi. Tôi dọn giùm cô. Cảm ơn. Đêm nào cô cũng xin như vậy. Ở lại sửa bài hả? Phải. Mong à, cái ly này là ly gì vậy? Em ngoan ngoãn là bài xong cô để em uống nước ha. Dạ. Thằng quỷ này. Qua đây, ngồi xuống làm bài đi. Ê, tôi đã nói rồi, nó ở đây mà. Sao kỳ vậy, không chịu mở phone? Chuyện gì? Tối nay đi nhảy nhờ? Tôi không đi. Có thiệt không đây? Tôi mời cô đi nhảy cho sướng mà cô không chịu. Ở đây dạy kèm thằng nhỏ, học chơi trò tình thương hả? Nguyện danh lắm hay sao? Làm ơn tránh ra đi. Làm bộ kìa. Làm gì kỳ vậy? Còn nước băng hiếp. Long à, theo cô qua đi. Nhỏ đó dưỡng mặt quá vậy? Cho nó thêm một viên thuốc, bảo đảm theo mày ngay. Đừng nhờ bạn của em đó. Chị, em cũng uống nhiều rồi mà, sao không thấy em chết? Chị không. Cô mong. Lúc nãy là lỗi của tôi. Ly nước này xin lỗi nha. Bài đã, để xuống đó đi. Uống đi, uống đi. Đấy. Wow, con nít mà lộn xộn mày đó. Đánh chết cha bây giờ. Chết sao? Nè anh bạn, anh lại đi. Nó là thằng con của tôi. Con của anh hả? Ờ, xin lỗi nha. Có tin tôi đập mày không đi? Buông ra đi, buông ra đi, tôi dẫn chơi thôi à. Buông ra đi, ai da. Lần này tôi bỏ qua, cút mau đi. Sau này đừng có tới phá nha. Hay quá. Sao hả? Có sao không? Đau không vậy? Không sao, ba. Ba nói ba cầm đánh người nữa mà. À nè nè nè, ba cháu không phải đánh người đâu. Ba cấm người ta đánh con thôi, nghe chưa? Tôi có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì? Nó đã uống ly nước của tôi. Đâu có sao, cũng ngon lắm chứ. Không phải, hai thằng hồi nãy đã bỏ thuốc vô trỏng rồi. Ờ. Tôi nghĩ chắc không có gì đâu. Lúc thường ngày uống hai viên cũng tỉnh bơ. Đừng có nói. Lắm, lắm hả?
đi bệnh viện. Anh Long, tôi đi nhanh. Anh Long, bên ngoài có cả đám người tới. Ra đây, ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Cô đưa đi bệnh viện giùm tôi. Được. Cứu sao, cứu sao. Biết sợ rồi hả? Sao đánh anh em của tao? Anh phải nói tại sao đánh cậu của tôi. Tao thích á. Chắc là thằng tóc dài cũ lâu đi. Thằng này giống cây dây lông. Tao là thằng Tam Minh cũ lâu đi. Thằng nào dám tới phá anh Long hả? Tụi tao là quán cà phê cũ lâu đi. Đi ca đi quay. Đi ca, nguy rồi. Chuyện gì? Alo, anh Quang thằng cậu đây. Alo, Cổ Dương Long đã thở còi rồi. Cổ Dương Long tập hợp cả trăm người lần đó. Què này mà không biết chuyện. Cổ Dương Long thở còi đi lìa. Cả trăm người sẽ đủ đồ về đó. Alo, alo chị Hồng hả? Chơi show đi. Tối nay Cổ Dương Long xích học lắm. Còn chưa tối tôi với cả trăm người đã tập hợp ở quán cà phê Cửu Long rồi. Xin lỗi cái gì đây ca? Tôi dẫn hai thằng em bước tới xin lỗi anh Long thôi. Xin lỗi anh Long đi. Dạ, lỗi anh Long. May là cho người trực ở đây thôi. Em bắt được tin là tới ngày. Chúng tôi cũng vậy. Đúng rồi đại ca, cho tụi em theo anh đi. Đúng rồi anh Long, cho tụi em theo đi. Đúng. Theo cái gì? Theo cái gì? Tôi đã quyết định không thay đổi đâu. Cái gì? Không sao hả? Anh Long, nó không sao, đang kiểm tra. Anh không sao chứ? Không sao. Anh Long, chờ tôi qua đây. Chuyện gì? Xin lỗi, tôi không ngờ họ đặc biệt như vậy. Tôi chỉ quen với hai đứa bạn gái, mấy đứa con trai tôi không có quen, tin tôi đi. Bình thường hay uống thuốc à? Không có, không có, tôi không có uống mà. Tôi chỉ thích nhảy thôi. Bỏ đi, tôi còn nhỏ mà. Nhỏ? Tôi đã 20 tuổi rồi. 20 tuổi có thể dạy học sao? Sao lại không được? Đằng nào em cũng là học sinh của ưu tú tốt nghiệp sư phạm mà. Dạy học thì cũng hay chứ. Một năm được nghỉ 90 ngày. Nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Làm gì hả? Thì đi chơi. Đi chơi. Nhưng mà cũng hay. Làm người như cô cũng vui vẻ lắm. Không có gì phải lo. Đúng rồi. Tôi không có gì phiền hết. Làm người giản dị không có tốt hay sao? Tôi chỉ làm những gì mà tôi thích làm thôi. Tóm lại không hại ai là xong. Tôi cho anh biết, người nhà gọi tôi là cái con hồ đồ. Nhưng mà anh đừng có cho người ta biết nha. Cái con hồ đồ. Sau này anh có cấm tôi tới nhà ăn cơm hay không? Không đâu, đâu có. Nó không có gì, đang kiểm tra ở trọng. Cô lại. Tôi là chủ nhiệm lớp của nó. Cô chuyện muốn nói với anh. Tới thăm thằng con hả? Tới Kim Anh. Em nhờ Quả Sơn lấy số hàng 15 triệu dưới tên anh và em. Em đã trả tiền giùm anh rồi. Anh tập hợp bọn người của anh coi cửa, làm lại từ đầu. Tối nay anh xếp xong quá, chưa thổi thu quýt đã có cả trăm người tới. Thiên hạ đã chờ anh đứng ra phất cờ. Em đi rồi hả? Mình đã bao nhiêu tuổi rồi, con cũng có rồi. Tại sao hôm nay thằng con nằm nhà thương? Chính vì đủ thuốc. Em tới anh bụi đời lắm. Bây giờ anh lo cho thằng nhỏ. Nó không phải là thằng nhỏ. Nó là con của mình. Anh đã từng làm con của ba anh. Mình làm tròn trách nhiệm của mình có được không? Vậy còn em? Anh có nghĩ qua phải làm sao hay không? Cái ngày anh đi, anh rớt em mấy trong nhà cậu. Em như bà điên, đi hỏi cùng hết. Đi chỗ nào thấy Lan làm cái gì? Em thịt ghét anh. Mà em cũng ghét em nữa. Em không biết tại sao. Em làm lỗi gì sao lại bỏ em? Anh sợ em có nguy hiểm. Vì vậy không cho em đi theo. Vậy là anh quan tâm cho em. Còn bây giờ,
không lên tiếng, tức là vẫn như xưa. Lỗi tại anh, lúc bây giờ anh sai lầm, nhưng anh không muốn em đem thù hận đổ lên đầu thằng con. Tối ngại cái thằng con của mình. Thằng con của mình là ai? Thằng Long là con của mình chứ ai nữa. Anh thù gì tới anh? Lặp lại lần nữa, nó là con của em thôi. Phạm Thiệu Long nó không phải là con anh. Em nói thiệt, nó không phải là con của anh. Em cũng mong muốn nó là của anh. Em không ghét thằng con đâu, em cũng muốn thương nó lắm, nhưng thực tình em làm không nổi. Mỗi lần em thấy nó, em rất đau lòng, bởi vì em suy nghĩ tới anh. Thưa bác sĩ, nó không sao chứ? Không sao. Trời xanh anh lập cái ngày này, bất cứ giá nào em cũng phải đi chung với anh, tạo ra tiếng tăm trong giang hồ. Bây giờ không còn nữa, bây giờ đừng gây thêm lộn xộn nữa. Đưa cô về nhà nha. Không cần, nhà tôi kế bên đường thôi mà. Gần cho nên mới đưa, đi mau. Ở đâu vậy? Biết rồi, tới ngay mà. À phải, thằng con của anh cũng rất là ngoan. Con tôi phải hơn. Anh ly dị lâu rồi hả? Ly dị? Không, không có ly dị. Bởi vì trên căn bản tôi còn chưa kết hôn. Anh chưa kết hôn? Bầu trời đã thịnh hành, chưa cưới đã có con xong. Thật ra tôi cảm thấy là người như anh thì là mạnh dạn lắm. Cô biết tôi là hạng người gì sao? Biết chứ sao không? Theo họ nói, lãng tử biết đường về bến thiệt là hiếm lắm. Tôi muốn hỏi cô, thí dụ có một thứ gì cô chưa bao giờ dám mong muốn, đột nhiên cho cô thích và thấy vui, trong lúc cô thấy vui đột nhiên lại biến mất, cô sẽ làm sao? Ý của anh là tình yêu? Không phải, là lô tô. Chê, là lô tô. Tùy duyên đi, có chuyện này phải tùy hên xui. Nhưng mà tình yêu thì khác, gặp được người lý tưởng mình không có chịu tranh thủ, cơ hội sẽ biến mất. Cho nên tình yêu và lô tô hoàn toàn khác hẳn. Chị Hồng à, nè, thôi đừng có chơi nữa, thằng Quá Sơn không dễ dãi đâu. Hay là về với hoàng tử đi. Tôi chính là muốn chơi Quả Sơn, chơi càng ác liệt thì càng hay. Tôi có chuyện gì đi kiếm Cửu Văn Long giúp tôi, chắc chắn sẽ giúp tôi. Ê, anh không tới làm sao? Chắc chắn là sẽ tới. Tôi chỉ là muốn nhìn thấy Cửu Văn Long hồi xưa. Chị Hồng, lo là chị không tới nữa, ngồi đi. Nè, năm 86 có gì không? Chúng tôi hợp tác lâu rồi, lúc nào cũng rõ ràng mà. Hàng thì chị đã nhận rồi, nhưng mà tôi chưa có nhận được đồng xu nào hết. Đừng có chơi tôi nha. Đúng rồi, tôi chơi anh không nổi hay sao? Chị Hồng, chị đừng có ý là có hoàng tử chống lưng cho chị nha. Tôi cần gì phải ý hoàng tử? Tôi và anh em của tôi tối anh không nổi sao? Thằng que hả? Tưởng tôi là thằng ngốc à? Tôi nói cho chị biết, nếu mà không thanh toán số tiền thì đừng trách tôi không nể mặt. Ok, cứ coi như là tôi không nể anh đi. Chị Hồng, đi trước đi. Chạy trước đi mà. Chị Hồng, đàn anh của tôi Quả Sơn muốn mời chị về ngồi chơi. Ok. Tránh đi ra. Đi mau đi.
Chị Hồng, mời. Muốn ăn thử mì thịt bò cà chua trước chanh của chúng tôi hay không? Cho một tô. Ok, có liền. Chào cô, xin hỏi ăn gì? Một tô mì thịt bò. Đúng là đàn bà. Cảm ơn. Đàn bà. Ê, cô mong cô làm gì vậy? Không, tối nay mình sang tả bánh luôn mà. Ờ. Tặng cho anh nè. Wow, tôi sống từ xưa tới nay lần đầu tiên nhận quà như vậy. Anh già lắm hay sao? 32 tuổi. Anh lớn hơn tôi 12 tuổi, hơn một con giáp rồi. Cô mâm cô làm rớt cái gì kìa? Giờ sao? Đâu có. Cô lại cái đồ của cô ra rồi. Tôi ra làm việc nha. Kiếm ai vậy? Chờ chút nha. Anh Long, điện thoại. Alo. Anh Long, Hồng Ma Cao đang ở trong tay của tôi. Tôi không biết là hai người giở trò gì. Nếu muốn mua hàng của tôi, được thì là 15 triệu. Nếu như không thì trả hàng lại cho tôi. Hàng gì đây, anh là ai? Đừng có làm bộ nữa, tao là Quả Sơn đi. Nói cho anh biết ngày mai nếu mà còn chưa thấy hàng, dù là anh em cũng vậy thôi. Chuyện gì vậy? Thằng Quả Sơn. Xin hỏi anh Long có đây không? Tôi đây, có chuyện gì? Anh Long, tôi là Jojo. Tôi là phụ tá của chị Hồng. Chị đang bị Quả Sơn bắt cóc. Anh mau đi cứu chị đi. Cứu cổ. Chị có tình không trả tiền, không ngoài muốn anh lộ mặt. Vậy món hàng đó đâu? Tôi không biết. Thiệt đó, anh không đi cứu chị sẽ chết ngay. Chị Hồng đã nói với tôi, anh chắc chắn sẽ cứu chị. Kiếm tôi hả? Cửu Nhân Long. Cứ nói chuyện bình thường đi, tôi hiểu mà. Cũng được, anh cứ nói giọng của anh đi, tôi biết nghe. Cho nó ly rượu. Cảm ơn. Quả Sơn đã bắt cóc Helen. Bây giờ cổ đã lấy một số hàng 15 triệu. Tôi biết. Tôi cũng biết chuyện ngày xưa của hai người. Chuyện ngày xưa đã qua rồi. Tôi chỉ muốn thông báo cho ông đi cứu cổ. Nghe nói anh cũng có thớ lắm mà. Sao anh không đi cứu nó đi? Bởi vì anh mới là đàn ông trong mắt của nó. Tôi không phải. Huống chi tôi chưa đủ sức. Để tôi suy nghĩ. Cáo từ. Đi càng cho hết nha. Quả Sơn, tôi tới dẫn Hùng Mai Cao về. Được. Tiền đâu? Hàng đâu? Thằng Quảng Tử này anh không tin hả? Số tiền lớn quá, không có gì nắm trong tay. Nếu là anh thì anh cũng đâu có tin. Bảy triệu 500 ngàn đi. Phần nữa còn lại tối mai anh sẽ nhận được. Anh không giao nó cho tôi, tôi làm sao mà kiếm lại số hàng đó cho anh đi?
làm tin anh. Ngày mai anh đem hàng tới, tôi sẽ trả chi phí lại cho anh. Đại ca. Cửu Vân Long không tới em thất vọng lắm hả? Em dở trò gì đấy? Em hết sai rồi. Nên nói cho anh biết, đây là mong muốn cá nhân của em. Đúng, đúng là mong muốn cá nhân của em. Em cho anh biết, em nhớ trông chờ anh. Chúng ta đã chấm dứt rồi. Vì cái thằng Cửu Vân Long? Không, chỉ một bạt tay này của anh. Nếu không có Cửu Vân Long, anh tát cái bàn tay này, em có bỏ đi không? Anh cho em biết, 7 giờ tối mai, nếu em và Cửu Vân Long không giao hàng ra, anh không tha cho hai người đâu. Ăn được chưa? Đói bụng quá rồi, đừng có chờ nữa. Ăn đi. Không được, ba chưa ăn gì. Tới rồi kìa, mở cửa đi, mau lên. Về rồi đó. Vậy thì tốt, ăn đi, đói bụng rồi. Ăn đi. Nè, vô đó tới đâu hả? Không có gì. Trong tủ bị mất 300, anh lấy hả? Không có giết lại gì hết. Tôi đâu có. Là con lấy hả? Dạ. Con lập lại coi. Dạ. Con đã hứa gì với ba? Lại cấp tiền nữa. Nói, tại sao phải ăn cấp? Con không phải ăn cắp. Con cãi. Con nói cái gì đi? Sao dạy hoài mà không chịu nghe? Đó là con nít mà. Nhưng đã ngoéo tay rồi. Trả cho ba nè. Hôm nay con sinh nhật. Con mua bánh sinh nhật để trong tủ lạnh. Con có viết lại tờ giấy rồi mà. Con lấy 300 đi mua bánh sinh nhật triệu Lâm. Sinh nhật đúng không vui vẻ? Có viết lại thiệt mà. Ê Thiệu Long, Thiệu Long, quay nè Long. Mợ đèn đó cho áo lại đi, có chuẩn bị cảm đó. Nếu lạnh thì tự về nhà đi. Con cũng về nha. Mệt quá đi không nổi. Xin lỗi nha. Không đâu. Tại sao? Hay là gì? Ba hứa với con, từ nay về sau ba sẽ làm người cha hiền. Thiệt hả? Wow, no quá. Dạ. Mặc dù là tùy duyên, nhưng mà tôi cũng mua cho anh 2 tờ lô tô. Nếu là tùy duyên thì thôi đi. Tôi đã kiếm lại. Ai đó, tới liền. Hay lên. Anh không tới thiệt hả? Anh tùy tiện như vậy hay sao? 7 năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Anh đã làm rõ ràng rồi. Em còn chưa rõ sao? Vì chúng ta đã hết. Bỏ cuộc đi. Bỏ cuộc? Sao anh không nói sớm? Năm 17 tuổi, em đã theo anh. Sao anh không nói cho em biết? Em và đàn em của anh hằng ngày ngoài chém giết, xưng anh hùng chứ gì sùng bái anh. Xin lỗi, anh thật tình chưa có nói rõ. Và anh cũng không ngờ là hình tượng anh hùng của anh đã ảnh hưởng nhiều người như vậy. Vậy 6 năm nay em đã quá ngu rồi.
Anh là người tốt hay người xấu, em vẫn thương anh mà. Em chỉ muốn sống chung với anh. Xin lỗi em. Cho anh một cơ hội đi. Anh muốn làm lại cuộc đời mới. Ok. Mà cái này đem bỏ hết đi. Ăn thua gì, trăm mấy triệu thôi. Đem bỏ hết đi. Không chơi thì em gánh hết. Anh không gánh có phải không? Đừng có giỡn nữa. Gánh hả? Em thức tỉnh đi. Muốn gánh phải không? Được, cứ gánh hết đi. Em gánh nổi hay sao? Ngày xưa anh cũng nói như vậy đó. Cuối cùng thì ba anh gánh hết. Xin lỗi, nhưng mà anh làm em thất vọng quá. Xin lỗi. Xin lỗi. Em cứ trông chờ anh trở về. Nhưng anh không bao giờ thương em. Má, má đừng khóc. Lòng con. Xin lỗi con. Sáng mai mới được con đi học nha. Hay quá, vậy con tan học. Thì má cũng sướng. Ngủ đi. Má, đã lâu con chưa ngủ với má. Ngủ ngon. Ăn trước đi. Bữa nay em đưa thằng Long đi học. Anh yên tâm, em dàn xếp xong vụ Quả Sơn, em sẽ đi Hồng Kông. Em định đi đâu? Em chưa biết. Sau khi được ổn định, làm phiền dẫn thằng Long tới gặp em. Em muốn chăm sóc nó. Ừ, ok. Cảm ơn. Nếu nhìn muốn thăm nó, anh có quyền đi thăm phải không? Sinh nhật vui vẻ nè. Ừ. Lần đầu tiên con có được ngày sinh nhật với bạn với má. Nè, cắt bánh đi. Ê, cùng nhau cắt nha. Cùng nhau cắt. Nè, ngoan. Chào cô giáo. Ngoan nha, chút nữa má tới trước con. Vô lớp đi. Chào con Măng. Chào con.
Hello, Quả Sơn. Hàng thì tôi không trả cho anh đâu. Bây giờ tôi chuyển 10 triệu đồng vô trong bụng của anh. Còn 5 triệu đâu? Vậy hôm sau có tiền mặt sẽ trả ngay cho anh. Vậy không là mấy ngày? Anh không cần phải không? Alo. Anh Hoàng Tử. Quả Sơn đây. Coi bộ chi phí của anh phải thực hiện rồi đấy. Con Hồng Macau bây giờ mới trả cho tôi một ít thôi. Không biết là dở trò gì nữa. Là con nhỏ của mình mà cũng coi chừng không nổi sao. Anh nói cái gì? Anh đã bị cấm sừng rồi mà anh không biết thôi. Tối hôm qua con ghẻ của anh nằm ở trong nhà của Cửu Văn Long đó. Tôi thì ngon lành thông báo cho anh biết. Mất công anh ra gặp thiên hạ còn tưởng mình là sếp xong nữa. Tiếng tâm của anh không có đáng đồng xu nào hết đâu. Anh im đi. Tối đêm này anh tới sân thượng công ty của tôi. Tôi sẽ cho anh thấy rõ. Được. Được có không rồi làm giùm tôi mì thịt bò đi. Cho thêm thịt bò cà chua chứ gì. Không thành vấn đề. À, Long à, qua đây. Qua giùm tôi đi. Đi đâu vậy? Hẹn với thằng tóc dài tán vài câu. Không cần chứ. Anh nha, tự lo cho mình đi. Tôi lo cho anh đó. Mau lên, về liền thôi. Con có thích hay không? Nè, làm gì? Chị Hồng, ông Hoàng kêu chúng tôi làm việc thôi. Xin lỗi chị nha. Mời lên xe. Có mì ăn rồi. À, cảm ơn. Cảm ơn. Có gì? Bị cứu được ngoài bà còn gì hả? Mặc kệ thôi đi. Dừng tay lại. Thằng Âu, mày phá ai cũng được hết, nhưng mà phá Long thì không được. Tao mừng, tao làm theo lời của đàn anh thôi. Tụi mình là anh em, mày đứng qua bên đi. Mày phá Long làm ăn thì cái gì cũng không được. Ok, để hỏi đàn anh. Anh Hoàng Tử, thằng Ngầu. Hello. Anh Hoàng Tử hả? Em đang quán cà phê. Nó nghe điện thoại đi. Kim Mình đâu? Alo. Ê, cho anh biết, tôi rất ghét anh. Anh làm nghiêu của tôi bỏ tôi. Giờ chúng ta phải dứt khoát. Hãy lên vì con của anh đang trong tay của tôi. Bảy giờ tối nay anh tới sân thượng công ty của tôi đi. Đừng nói là anh không tới nha. Tôi nhất định sẽ tới. Mày về nói với đàn anh của mày đi. Tránh ra, tránh ra. Tan hàng. Đi. Anh Long à, giúp việc gì cho anh không đi? Không cần, tôi làm được. Vậy chúng tôi xin phép nha. Anh Long, em về. Cảm ơn. Cảm ơn nha. Anh Long. Anh Long. Hay là về tụi Long đi bị bắt cóc? Tôi biết rồi. Hãy báo cảnh sát đi. Không cần, để tôi dàn xếp. Anh hứa không nhúng tay vô giang hồ mà. Tôi chỉ vì con thôi, không liên quan tới giang hồ. Anh Long. Làm phiền có chú cậu giúp tôi. Dạ. Dạ, anh Long. Anh Long. Anh Long. Chào. Anh Long. Anh Long. Anh Long. Anh Long. Anh Long. Dạ, anh Long. Anh Long. Thôi anh Long, về đây mới tới à. Hôm nay không đánh cục anh trước mặt mọi người. Cơn giận này không bao giờ nguôi đâu. Nè, không liên quan tới tôi chỉ là trọng tài thôi. Luật lệ thì anh tự quy định đi. Nếu tôi thắng, tôi không muốn nhìn thấy anh ở Hồng Kông nữa. Nếu giành thua, anh cũng không bao giờ gặp mặt tôi ở Hồng Kông. Còn tôi đâu? Trả cho nè.
Cảm ơn. Tôi chỉ thua rồi. Thả người. Què này mà cũng đánh giỏi như vậy à? Tôi trở về nguyên quán. Ba đã bay cũng đi theo chứ gì, phải không? Nè, xách chai rượu cho tao. Chúc mừng anh Long đi. Nè, anh em với nhau chúc mừng nha. Vậy mà cũng không nể mặt sao? Anh là ai? Tại sao đâm tôi? Tôi là ai hả? Lúc anh đâm anh hai tôi, anh có hỏi qua anh là ai hay không? Cúp đi. Chị Hồng. Chị Hồng. Chị Hồng. Chị Hồng. Chị Hồng. Ok, mình về. Lên đi. Tao cũng cần lên ngôi mà. Cút ra. Chết đi mày, chết đi mày, chết đi mày. Cút ra, chết đi mày. Chết đi mày, 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 anh Long. Chết đi, chết đi. Đừng có chết nha Long. Anh Long, anh Long ơi. Anh Long. Anh Long. Ráng nhịn nha. Ráng nhịn nha. Ráng nhịn nha. Anh Long. Ráng nhịn. Anh Long. Em có bệnh chết. Anh có gì không? Anh Long. Ráng nhịn nha. Anh Long. 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 Đừng có chết. Tụi. Anh không sợ. Nè. 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 Chết đi mày. Chết đi mày. Chết đi mày. Chết đi mày. Chết đi. Làm gì đây. Chết đi. Nè. Ba. Anh Long. Ba. Anh Long. Anh Long. Xin lỗi. Bà hứa không bỏ lại con. Bà làm không được. Xin lỗi con. Anh Long ơi, thằng Thiện chết, con biết không? Anh Long. Anh Long. Anh Long. Anh Long. Anh Long. Anh Long à. Anh Long. 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 Đi.
cút đi, gia nhập xã hội đen, cút mau đi. Con muốn biết làm sao? Tại ba có lỗi. Sao ba có lỗi gì? Ba ham chơi. Ba có phải lại căng không? Không đâu. Tại sao? Ba đã tha thứ cho con rồi. Bởi vì dù sao con cũng là con của ba. Ba nói con xin lỗi với má là điều trời.